vị, và sau đây buổi lễ khánh thành tổ hợp nhà máy điện mặt trời và điện gió Trung Nam sẽ được chính thức bắt đầu. Điều gì làm nên một đại công trình? Những yếu tố nào góp phần kiến tạo tương lai? Từ tầm nhìn chiến lược, nhiệt huyết thành công cùng kinh nghiệm xây dựng các công trình hiện đại, không ngừng vươn tới những tầm cao mới trong từng dự án đầu tư. Thành lập năm 2004, lấy phương châm đầu tư bền vững, xây dựng tương lai làm kim chỉ nam, Trung Nam Group không chỉ mang lại giá trị kinh tế cho các đối tác và cổ đông, mà còn tự hào với vai trò góp phần xây dựng một tương lai bền vững và thịnh vượng cho nước nhà. Trung Nam thì chú trọng đầu tư vào 3 lĩnh vực chính, đó là năng lượng, hạ tầng, xây dựng và bất động sản. Tính tới thời điểm hiện tại, Trung Nam đã thực hiện hơn 20 dự án trên khắp cả nước, trong đó có 5 dự án trọng điểm của cấp quốc gia. Trải qua 15 năm hoạt động, Trung Nam Group đạt được nhiều thành tựu đồng bộ về hệ thống quản trị, từ công ty mẹ đến các công ty thành viên, triển khai dự án chất lượng, hiệu quả và xuyên suốt. Với tinh thần làm việc tập thể, cùng sự tận tâm trong công việc, đội ngũ hơn 1.500 cán bộ nhân viên và kỹ sư là nền tảng quan trọng cho sự phát triển bền vững của Trung Nam. Khẳng định đam mê đưa Việt Nam vào một kỷ nguyên mới, Trung Nam Group triển khai các dự án cơ sở hạ tầng chuyên nghiệp và hiệu quả. Với số vốn đầu tư hơn 7.000 tỷ đồng, cầu Bạch Đằng là cái cầu dân văn hoàn toàn do các kỹ sư Việt Nam tự thiết kế và thi công. Là một phần tuyến đường nối liền thành phố Hạ Long với hệ thống đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, cầu Bạch Đằng góp phần xây dựng đẩy mạnh lưu lượng giao thông và vận chuyển hàng hóa giữa các trung tâm kinh tế trọng điểm phía Bắc. Việc hoàn thành cầu chính nhân văn đã chứng minh sự nỗ lực vượt khó, sáng tạo bất chấp những thách thức về điều kiện thi công khắc nghiệt. Đây là niềm tự hào của những người thợ cầu, của những cán bộ kỹ sư tham gia thi công cây cầu này. Ngã Ba Huế, một trong những kiến trúc tượng trưng cho sự phát triển vượt bậc của thành phố Đà Nẵng. Lấy cảm hứng từ biểu tượng của sự phồn thịnh trong văn hóa Chăm Cổ, công trình này gồm 3 tầng và được hoàn thành trong thời gian kỷ lục là 14 tháng. Ngã Ba Huế đã chuyển hóa một nơi thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc và tai nạn thành một không gian xanh mát giữa lòng thành phố Đà Nẵng. Ở lĩnh vực bất động sản, Trung Nam Group phát triển khu đô thị Golden Hills với quy mô gần 400 hecta, thành trái tim của khu đô thị Tây Bắc, trung tâm hậu cần và công nghệ cao của Đà Nẵng. Đà Nẵng luôn được kỳ vọng là đô thị trung tâm, động lực phát triển kinh tế xã hội cho miền Trung, Tây Nguyên. Phát triển đô thị về phía Tây Bắc chính là hướng đi cần thiết, nhắm đến xu thế một thành phố 4.0 thông minh, hiện đại, toàn cầu hóa. Để đạt được điều này, khu đô thị Golden Hills phải là thành phố hạt nhân, tiên phong với các dịch vụ cần thiết nhằm đảm bảo thành công đón nhận cái làn sóng đầu tư của thế giới vào Đà Nẵng, cả về tài chính và con người. Với 3 nhà máy thủy điện đã đưa vào vận hành, cùng kế hoạch phát triển hơn 2.000 MW trong 3 năm tới, năng lượng là trụ cột chính của Trung Nam Group. Nhận ra tiềm năng phát triển lâu dài của ngành năng lượng tái tạo tại Việt Nam nói chung và tỉnh Ninh Thuận nói riêng, Trung Nam tập trung đầu tư vào công trình nhà máy điện mặt trời và điện gió tại huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận. Khởi công vào tháng 8 năm 2016, trang trại điện gió Trung Nam hiện đã hoàn thành lắp đặt giai đoạn 1. Gồm 17 trụ gió đang hoàn thiện dần, đưa vào hoạt động. Bên cạnh đó, Trung Nam tích hợp khai thác nguồn năng lượng mặt trời trên cùng diện tích đất của dự án điện gió. Công trình hiện có gần 2.000 công nhân, kỹ sư, ngày đêm làm việc miệt mài để hoàn thành việc lắp ráp hơn 700.000 tấm pin quang điện, đưa hơn 300 MW tổng công suất năng lượng tái tạo hòa lưới điện quốc gia trong năm 2019. Những thành tựu mà Trung Nam Group đã đạt được còn nhờ vào mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với nhiều đối tác và nhà đầu tư trong và ngoài nước, trong đó có tập đoàn công nghiệp Enercon. As one of the largest manufacturer of wind turbines in the world, Enercon became the official partner and supplier of Trung Nam Group in June 2017. Our innovative gearless wind turbine were manufactured in Germany and transported to Vietnam in 2018. We look forward to continuing our partnership, further contributing to the sustainable growth of Trung Nam Group and of the clean energy sector in Vietnam. Ngoài đóng góp hơn 200 tỷ đồng cho các hoạt động xã hội, Trung Nam còn đồng hành cùng cộng đồng phát triển giáo dục, góp phần xây dựng tương lai với hơn 110 tỷ đồng tài trợ. Tiêu biểu là việc đầu tư 40 tỷ đồng xây dựng trường trung học cơ sở tại xã Cà Ná, tỉnh Ninh Thuận. Cơ sở vật chất của xã Cà Ná còn cũng thiếu thốn, đặc biệt là trên lĩnh vực giáo dục. Tập đoàn Trung Nam đã quan tâm đầu tư vốn để mà xây dựng một cái trường trung học cơ sở để mà tạo điều kiện giúp cho con em địa phương là đi lại học tập thuận lợi. Là một nhà đầu tư xây dựng, chất lượng công trình là cốt lõi đảm bảo sự vững bền cho các khoản đầu tư. chúng tôi đã nhận được sự công nhận từ các tổ chức đánh giá hàng đầu tại Việt Nam và khu vực. Cái giá trị cốt lõi của chúng tôi mà định vị ngày hôm nay và cho tương lai đó là con người và cái giá trị hài hòa lợi ích mang lại cho các đối tác của chúng tôi. Thì đất nước của chúng ta có quá nhiều cái việc mà để cho cái phát triển trong 10 đến 20 năm đến. Và hiện nay chúng tôi đang tập trung cái nguồn lực cho cái việc phát triển cho ngành năng lượng và cơ sở hạ tầng cũng như bất động sản. Chúng tôi sẽ tập trung vào cái việc mà để làm sao cho cái tính ổn định và cái tính bền vững cho cái tương lai mà sắp đến đây. Đầu tư bền vững, xây dựng tương lai. Cùng Trung Nam Group góp phần xây dựng một tương lai thịnh vượng cho Việt Nam. Sau đây xin mời các quý vị đại biểu khách quý cùng thưởng thức chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc biệt để chào mừng lễ khánh thành tổ hợp điện mặt trời và điện gió Trung Nam giai đoạn 1. Mở màn chương trình, xin mời quý vị cùng thưởng thức những giai điệu trầm lắng của Hạ Sắng, một ca khúc nổi tiếng của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Nhạc phẩm được thể hiện qua phần trình diễn của nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn và ban nhạc Tequila. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Một nhạc phẩm được viết từ một giấc mơ lạ ngày hè của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, nhạc phẩm Hạ Trắng. Tiếp theo chương trình, xin mời quý vị cùng lắng hồn mình theo những âm hưởng ngọt ngào lắng động, lời ca mộc mạc sâu đậm tình người, lung linh cảnh sắc làng quê. Một ca khúc đưa chúng ta về với thông điệp nơi bền lâu là nơi lắng sâu, thiếu quê hương ta về đâu. Và nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn xin gửi tới quý vị nhạc phẩm Về quê. Xin được cảm ơn nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn và ban nhạc Tequila với những giai điệu âm nhạc ngọt ngào đã đưa tâm hồn mỗi chúng ta về với những gì bình yên, lắng lại, ngọt ngào và mộc mạc nhất. Kính thưa quý vị, Ninh Thuận là một tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ, là nơi tập trung đông dân tộc Raglai nhất, gần 60.000 người, sống chủ yếu ở các cao nguyên của tỉnh Ninh Thuận. Dân tộc Raglai chủ yếu làm nông nghiệp nương rẫy, tuy thô sơ nhưng họ vẫn đảm bảo cho sản xuất và sinh hoạt. Trải qua nhiều biến chuyển của lịch sử và giao thoa dân tộc, đến nay người Raglai vẫn còn giữ được những đặc trưng của riêng dân tộc mình. Với mong muốn hài hòa bản sắc dân tộc Raglai, ngày hôm nay Trung Nam Group xin mời quý vị cùng sống trong không gian văn hóa dân tộc Raglai. Ca khúc Giấc mơ Chapi của nhạc sĩ Trần Tiến đã quá quen thuộc với nhiều người. Song cụm từ Chapi có lẽ còn khá xa lạ với không ít người yêu nhạc. Thật ra, Chapi là tên gọi một loại đàn làm bằng ống tre. Chủ nhân của cây đàn vừa độc đáo vừa lạ mắt này là người Raglai, một dân tộc sống ở cuối dãy Trường Sơn, nhất là phía tây các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bắc Bình Thuận. Ở nơi ấy, tôi đã thấy trên ngọn núi cao có hai người, chỉ có hai người. Đó là những ca từ đong đầy tình yêu của người Raglai, mở đầu cho ca khúc nổi tiếng Giấc mơ Chapi đi cùng năm tháng của nhạc sĩ Trần Tiến. Đàn Chapi đơn giản chỉ là một ống tre to. Để chế tác loại đàn này, nghệ nhân cưa ống tre có độ dài khoảng 40 cm. Sau đó tách vỏ tre lên làm dây và dót miếng tre thật nhẵn chêm vào giữa hai sợi dây song song làm tiếng đàn. Nhiều người cho rằng nguồn gốc của đàn Chapi của đồng bào dân tộc Tây Nguyên. Song sự thật chủ nhân của cây đàn này là người Raglai. Theo các nhà nghiên cứu văn hóa, đàn Chapi là linh hồn, là nhạc cụ phổ biến của dân tộc Raglai. Thanh âm của đàn Chapi gần giống thanh âm của Mã La. Từ thuở nằm nôi đến lúc giả từ cõi đời, người Raglai đều gắn liền với âm thanh của Mã La. Song Mã La vốn là nhạc cụ đắt tiền, không dành cho người nghèo. Còn đàn Chapi chỉ đơn giản là chiếc ống tre nhiều người làm được. Theo cách nói của người Raglai thì đàn Chapi là một bộ Mã La thu nhỏ, nhại lại bài bản của Mã La. Người Raglai rất yêu thích âm thanh của Mã La, nhưng vì một người không thể chơi cái bộ Mã La nhiều chiếc. Giá lại đàn Chapi gọn nhẹ, vừa mang theo được bên mình lúc đi rẫy, vừa có thể thay thế được âm thanh của Mã La ở bất kỳ nơi đâu. Ngày xưa, người Raglai sống ở những vùng đồi lên xuống chập trùng, ngày ngày đi rẫy, ai cũng mang đàn Chapi gãy cho đỡ buồn. Huyện Bắc Ái, tỉnh Ninh Thuận được xem là nơi sản sinh ra đàn Chapi. Chính nơi có đông đồng bào Raglai sinh sống này đã tạo cảm hứng để nhạc sĩ Trần Tiến sáng tác ca khúc Giấc mơ Chapi được nhiều người yêu thích. Tuy nhiên, người còn giữ được những tư liệu trực tiếp làm và truyền dạy cách chơi đàn Chapi chính là ông Chamaléa Âu, người Raglai ở xã Ma Nới, huyện Ninh Sơn. Về một giấc mơ Chapi là ước mơ của người Raglai, ước mơ luôn được hạnh phúc, ai giàu ai nghèo cũng có quyền bình đẳng như nhau. Miền Chapi được xem như miền văn hóa, miền đất của những nhạc cụ truyền thống của người Raglai như đàn Chapi, Mã La, đàn đá, hèn bầu, sáo tala cung. Mùa xuân về khắp Ta Lây, bên đống lửa hồng, con trai đánh đàn Chapi, con gái múa xanh tiền, tạo nên một không khí hội hè vui tươi đến thu canh suốt sáng. Cứ mỗi dịp như thế, con trai bắt được vợ, con gái bắt được chồng, bởi tiếng đàn Chapi của người con trai làm bối rối người con gái, điệu múa của người con gái làm siêu lòng người con trai. Với một ông già đã qua hơn 60 mùa rẫy như tôi, tài sản lớn nhất chính là tình yêu âm nhạc dân tộc mãnh liệt chưa bao giờ liệm tắt. Niềm vui lớn nhất của tôi lúc này là được nhìn thấy những lớp truyền dạy chế tác và thổi đàn Chapi, được nghe tiếng Mã La vang lên trong các tộc họ, các trường học. Tôi biết đó là nỗ lực của Đảng, của nhà nước và của cả cộng đồng. Trong đó có phần đóng góp của những người nghệ nhân già như chúng tôi để Chapi từ giấc mơ sống dậy đong đầy hồn người Raglai. Kính thưa quý vị, nhắc tới dân tộc Raglai, nhắc tới dân tộc Chapi là chúng ta sẽ nhớ ngay tới một ca khúc nổi tiếng của nhạc sĩ Trần Tiến, Giấc mơ Chapi. Và ngày hôm nay trong sự kiện đặc biệt này, chúng ta sẽ cùng chào đón trên sân khấu sự xuất hiện của cha đẻ của Giấc mơ Chapi. Hãy cùng chào đón nhạc sĩ Trần Tiến và ca sĩ An Nhiên. Ở nơi ấy tôi đã thấy trên ngọn núi cao có hai người, chỉ có hai người yêu nhau. Họ đã sống không mùa đông, không mùa nắng mưa, chỉ một mùa, chỉ có một mùa yêu nhau. Sơ của sông Thái Bình, ai nghèo cũng có cây đàn Chapi. Khi rung lên vài sợi dây đàn đã đong đời, một người thật lệ. Không còn cô đơn, không buồn, không vui. Tôi nghe Chapi chợt thấy nao lòng vì một giấc mơ. Ôi Chapi, ôi Raglai, những rừng cây ngọn núi mang tiếng đàn Chapi. Thấy trên ngọn núi cao có hai người, chỉ có hai người yêu nhau. Họ đã sống không mùa đông, không mùa nắng mưa, chỉ một mùa, chỉ có một mùa yêu nhau. Dưới trắng nhận nhớ quanh đồi, một mái tranh nghèo, một nhà xa nên xưa. Ở nơi ấy họ đã sống cuộc sống thanh bình, ai nghèo cũng có cây đàn Chapi. Khi dù sự xây đàn đá đông đầy, một người rất lệ. Ôi Raglai, những rừng cây ngọn núi mang tiếng đàn Chapi. Chapi chợt thấy nao lòng vì một giấc mơ. Ôi Chapi, Chapi, yeah, yeah. Chapi, Chapi thật là đẹp và lãng mạn. Xin được cảm ơn nghệ sĩ, nhân dân Trần Tiến và ca sĩ An Nhiên. Thưa quý vị, ngày hôm nay có lẽ là một dịp rất là đặc biệt nên chúng tôi mới được gặp gỡ cha đẻ của giấc mơ Chapi trong chương trình ngày hôm nay, thưa quý vị. Và đặc biệt là ca khúc vừa rồi còn được thể hiện bởi hai người nghệ sĩ đại diện của hai thế hệ, thể hiện sự nối tiếp cũng như là lưu giữ những giá trị văn hóa sẽ còn trường tồn với thời gian. Và với sự xuất hiện đặc biệt như thế này thì chúng tôi rất muốn giữ nhạc sĩ Trần Tiến ở sân khấu thêm một chút nữa để lắng nghe thêm những tâm tình của ông về ca khúc này ạ. Và xin được cảm ơn An Nhiên. Xin mời nhạc sĩ Trần Tiến sẽ đi về vị trí để cùng giao lưu. Thưa quý vị, và cùng với nhạc sĩ Trần Tiến sẽ chia sẻ với quý vị trong phần nghệ thuật đặc biệt để chào mừng cho buổi lễ khánh thành ngày hôm nay. Thúy Linh xin được mời một nhân vật nữa sẽ cùng xuất hiện trên sân khấu. Ông cũng được giới thiệu trong clip ít phút trước. Ông được coi là một trong những người góp phần giữ lửa cho những văn hóa truyền thống của người dân tộc Raglai. Xin được trân trọng kính mời lên vị trí này nghệ nhân Chamaléa Âu, và xin kính mời anh Tà Yên Bóng là con trai của nghệ nhân Âu. Thưa quý vị, ngay lúc này chúng ta đang được gặp gỡ trên sân khấu những người đã dành rất nhiều tình cảm, tâm huyết dành tới cho cây đàn Chapi. Và đó cũng là nguồn cảm hứng rất lớn mà nhạc sĩ Trần Tiến đã sáng tác nên ca khúc mà quý vị vừa thưởng thức, một giấc mơ Chapi rất đẹp và rất lãng mạn, kể về tinh thần và cuộc sống tự do và đầy lãng mạn của người dân tộc Raglai, phải không ạ? Và trên sân khấu này là nghệ sĩ, nhạc sĩ Trần Tiến, nghệ nhân Chamaléa Âu và anh Tà Yên Bóng là con trai của nghệ nhân. Và ngay lúc này Thùy Linh rất là muốn biết lần trở lại với Ninh Thuận này mang lại cho nhạc sĩ Trần Tiến những cảm nhận như thế nào ạ? Đất Ninh Thuận. Vâng, xin lỗi ạ, khi mà quay trở về với mảnh đất Ninh Thuận này và trực tiếp được gặp gỡ những người dân tộc Raglai ạ. Thưa các quý vị và các bạn, mỗi lần tôi về Ninh Thuận tôi đều rất nhớ những cái ngày cách đây 27 năm. Ngày đó tôi còn trẻ, tôi đã từng được đến biển Ninh Chữ, biển Ca Ná. Tôi đã từng được đến làng thổ cẩm và làm gốm của người Chăm. Người Chăm làm thổ cẩm, làm đồng, làm đồ mỹ nghệ và chơi đàn rất hay. Nhưng sau đó tôi lại còn sung sướng hơn vì tôi đã gặp được một cây đàn lạ của người Raglai. Và mãi mãi tôi không bao giờ tôi quên cuộc đời tôi đã được gặp dân tộc Raglai, dân tộc Chăm, dân tộc Cờ Ho, những dân tộc mà tôi yêu quý ở tại đất Ninh Thuận. Vâng, và với những nguồn cảm hứng đang được sống lại khi mà chúng ta được quay trở lại với mảnh đất Ninh Thuận này ạ. Thì nhạc sĩ có thể trực tiếp kể lại cho chúng tôi được biết về câu chuyện mà giấc mơ Chapi đã được ra đời như thế nào? Câu chuyện này tôi đã kể rồi, thôi thì kể lại thì cũng không sao. Nhưng mà tôi cũng không nhớ lắm, bởi vì đã 27 năm trôi qua. Tôi đi về đến đây tôi cố gắng tìm cái ngọn núi tôi đã lên, mà tôi cũng chả biết bây giờ nó ở đâu. Nhưng tôi nhớ cái người chở xe ôm đã nói cho tôi một câu rất tuyệt vời, và tôi cảm ơn anh vô cùng. Anh ấy bảo rằng anh là nhạc sĩ Trần Tiến, tôi biết anh rất thích dân ca, tôi sẽ chở anh đến một nơi có một tiếng đàn rất lạ. Tôi rất thích nghe tiếng đàn đó, nhưng ở xa lắm, anh có đi không? Và tất nhiên tôi rất thích đi. Và chính cái niềm hạnh phúc đó đã đưa tôi đến một ngọn núi, một đỉnh núi rất cao. Và chính ở nơi đó tôi mới hiểu rằng được nghe một tiếng đàn đầu tiên trong cuộc đời tôi không có tiếng kim loại. Các bạn biết dây đàn bao giờ cũng bằng kim loại. Nhưng đàn Chapi dây bằng nứa. Kim loại có cái đẹp của kim loại, có cái hùng vĩ, có cái tuyệt vời của kim loại. Nhưng kim loại dính đến cái làm ra đồng tiền. Vì vậy tiếng kim loại đôi khi không còn đẹp và chân thật như tiếng của trái tim nữa. Tiếng mộc mới là tiếng của trái tim. Vì vậy tôi nghe hôm đó cực kỳ xúc động. Và lại còn xúc động hơn nữa là người lính Trường Sơn ngày xưa đi lính với tôi, bây giờ anh về lấy một cô vợ người Raglai. Hai người tìm nhau lên đỉnh núi sống một mình, với tiếng đàn thủ thỉ, tiếng đàn Chapi, với bầy gà, bầy dê, với nương rẫy, ngô lúa, không thiếu gì cả. Hầu như chỉ 2-3 năm anh mới đi xuống núi một lần để đổi muối. Vì vậy khi tôi muốn được mua lại cái đàn Chapi của anh cười cười, anh bảo tôi tặng anh nếu anh thích. Ở đây lâu lắm rồi tôi không dùng đến đồng tiền. Câu đó làm cho tôi bị choáng, thật sự choáng. Và tự nhiên tôi thấy tiền tôi cầm trong tay nó trở nên vô giá trị. Và lúc đó tôi ngửi thấy mùi của mồ hôi và của máu ở đồng tiền tôi cầm. Tự nhiên ngay giây phút đó có câu hát ánh lên trong đầu tôi: ôi giấc mơ Chapi, giá một ngày nào đó tôi sẽ được sống như anh bạn. Anh bạn này, anh bạn thật hạnh phúc, có một cô vợ đẹp, một cháu gái xinh xắn, và có cả một ngọn núi với một tiếng đàn thủ thỉ của tình yêu, tiếng đàn Chapi. Vâng thưa quý vị, bởi vậy mà trong ca khúc Giấc mơ Chapi đã có rất nhiều đoạn nhạc sĩ Trần Tiến đã viết là ở nơi ấy họ đã sống, không mùa mưa, không mùa nắng mà chỉ có hai mùa, đó là hai mùa yêu nhau, đúng không ạ? Và khi vang lên đàn đã đong đầy hồn người Raglai. Ca khúc nổi tiếng này đã được rất nhiều các ca sĩ là người Tây Nguyên thể hiện, như là ca sĩ Siêu Black hay là ca sĩ Y Ngoan. Bởi vậy mà từ lâu rồi đã có nhiều người vẫn lầm tưởng đàn Chapi là đàn của người dân tộc Tây Nguyên, nhưng mà thực ra là không phải. Đó là đàn cũng như là biểu tượng của người dân tộc Raglai, Ninh Thuận của chúng ta. Và ngay lúc này Thùy Linh xin được trân trọng mời nghệ nhân Chamaléa Âu, người đã dành rất nhiều thời gian tâm huyết để bảo tồn và phát triển nhạc cụ truyền thống này ạ. Nghệ nhân có thể chia sẻ về sự gắn bó của ông cũng như là cách chế tạo cây đàn Chapi ạ. Xin mời nghệ nhân Âu. Thưa quý vị, hôm nay con rất vui mừng và phấn khởi dịp gặp nhạc sĩ Trần Tiến. Là tức là tôi là chế tác đàn Chapi mà nhạc sĩ là cầm là hết tất cả mọi như vấn đề để kê tờ trên, đúng không? Đó là rõ ràng. Đó kia đặt đàn Chapi này từ nguồn gốc cha mẹ tôi và ông cậu ruột là có tên là Chamaléa Âu, và bắt đầu tôi hai cặp mắt nhìn thấy, bắt đầu là tôi làm và tôi bắt chước làm, và hiện tại bây giờ như vậy là tôi đưa lại cho con tôi để học lại, học theo. Đó là, và chúng tôi xin cảm ơn quý vị đại biểu hôm nay cũng lễ này, và tôi cũng hết sức vui mừng, xin chân thành cảm ơn. Vâng ạ, và ngày hôm nay thì nghệ nhân cũng mang theo cây đàn Chapi, chắc chắn rồi, không để thiếu được ạ. Vâng, có thể cho chúng tôi có thể được trực tiếp cầm trên tay biểu tượng người dân tộc Raglai không ạ? Vâng, xin mời nhạc sĩ Trần Tiến. Vâng thưa quý vị, và ngay lúc này từ tình yêu của cây đàn Chapi, Thùy Linh tin là rất nhiều người muốn lắng nghe những thanh âm của cây đàn này và trực tiếp được đánh từ nghệ nhân chế tác ra nó. Vâng ạ, 100 vào tay ạ. Thưa quý vị, để có thể phát ra những thanh âm rất đặc biệt và không thể trộn lẫn với bất kỳ nhạc cụ khác, cách chế tác cũng như là nguyên vật liệu cây đàn này cũng rất đặc biệt phải không nhạc sĩ Trần Tiến? Nói về cây đàn đấy, các bạn đúng rồi, và các bạn đang nhìn thấy màn hình là thấy rất là to rồi, thì các bạn thấy nó chỉ là một cái ống tre, nhưng cái ống tre này không thể kiếm được ở đâu ngoại trừ trên những ngọn núi cao của người Raglai, bởi vì chỉ ở trên đó tre này mới có gió, có nắng. Và vì vậy mà tại sao Trung Nam tìm về đây là đúng. Có cái nắng, có cái gió rất là quý, làm cho cái âm của cái mộc này nó vang lên một cách cực kỳ đẹp. Không phải thí dụ ta đi lấy bất cứ ống nứa là ta làm được đâu. Và thứ hai, tôi rất là thích, bởi vì cái này, cây này đàn Chapi chỉ để hát cho phụ nữ thôi, một người thôi, không hát cho hai người. Và đàn này là đàn của tình yêu, nước thủ thỉ nhẹ nhàng. Đàn này không dùng trong các lễ hội cổng chiêng, không dùng trong các gì ầm ĩ, mà chỉ dùng ở một chiều thật yên lặng xa vắng, chỉ nghe tiếng trái tim đập và tiếng đàn bập bùng. Đấy là vẻ đẹp của cây đàn Chapi. Vâng, ở nơi ấy trên ngọn núi cao chỉ có hai người yêu nhau cùng với cây đàn Chapi là vì thế ạ. Thưa quý vị, nói về việc lưu giữ và tiếp tục kế thừa những giá trị truyền thống thì Thùy Linh muốn hỏi anh Tà Yên Bóng là con trai của nghệ nhân Chamaléa Âu ạ. Anh có thể chia sẻ về tình yêu của mình với cây đàn này? Tôi xin kính thưa quý vị, tôi xin giải thích cái đàn Chapi. Tôi lúc khi tôi sống với ba mẹ là 12 tuổi, tôi mới biết đánh, biết làm cái đàn Chapi. Mong thích lắm cái đàn Chapi là cha truyền cho đời con cháu mai sau, để con bỏ cái văn nghệ dân tộc nhân gian của mình. Vâng, xin được cảm ơn anh. Kính thưa quý vị có thể thấy là cây đàn này nguồn gốc, cách chế tác cũng rất đặc biệt. Bởi vậy những người nghệ nhân có thể chế tác nên những cây đàn Chapi là họ gửi gắm ở đó những tình yêu của mình, không chỉ dành cho âm nhạc, dành cho cây đàn này, mà còn là tình yêu dành tới cho chính mảnh đất Ninh Thuận, cho dân tộc mình, cho quê hương đất nước. Bởi vậy trong chương trình quan trọng ngày hôm nay với ý nghĩa của cây đàn Chapi, chúng tôi xin được trân trọng kính gửi cây đàn Chapi đặc biệt được chế tác bởi chính những nghệ nhân dân tộc người Raglai, để trao tặng món quà này tới cho các quý vị đại biểu khách quý cùng tới tham dự chương trình ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời. dây đàn Chapi xin được trao tới cho đại diện của tỉnh Ninh Thuận và xin được chuyển tới Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam như một niềm mong muốn chúng ta cùng lưu giữ nét đẹp văn hóa độc đáo của dân tộc Raglai. Họ đã sống cùng mùa đông, cùng mùa nắng mưa. Và một lần nữa xin được thể hiện sự trân trọng và gìn giữ bản sắc văn hóa độc đáo vô cùng quý giá của đồng bào Raglai ở Ninh Thuận. Ở nơi ấy, đàn dê trắng nhâm nhớ quanh đồi một mái tranh nhà. Một lần nữa chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo tay để cùng thể hiện tình yêu của mình với những giá trị văn hóa tốt đẹp của đồng bào Raglai tỉnh Ninh Thuận nói riêng và của những bản sắc văn hóa Việt Nam nói chung. Ai nghèo cũng có cây đào Chapi khi rung lên vài sợi dây đàn đã đông. Trân trọng cảm ơn tấm lòng của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, đại diện các quý vị đại biểu khách quý cùng tới tham dự và đến với tỉnh Ninh Thuận ngày hôm nay đã cùng trực tiếp lên sân khấu để thể hiện tình cảm của mình với đại diện của người giữ lửa văn hóa dân tộc Raglai Ninh Thuận. Xin trân trọng cảm ơn Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam. Còn một lần nữa trân trọng cảm ơn nghệ nhân Âu và anh Tà Yên Bóng. Kính thưa quý vị, và cây đàn Chapi sẽ tiếp tục được trao gửi tới cho các quý vị đại biểu khách quý cùng tới tham dự sự kiện lễ khánh thành ngày hôm nay. Trân trọng kính mời quý vị cùng đón nhận món quà đặc biệt này. Để cùng thưởng thức khi tiếng đàn Chapi vang lên, hồn sẽ đong đầy tình yêu của con người Raglai Ninh Thuận. Thưa quý vị, những giai điệu rất đẹp của âm nhạc và những câu chuyện tâm tình liên quan tới văn hóa của người dân tộc Raglai Ninh Thuận. Và chúng ta vừa thưởng thức chương trình biểu diễn nghệ thuật khai mạc để chào mừng sự kiện ngày hôm nay. Và sau đây, buổi lễ sẽ được chính thức bắt đầu. Xin được trân trọng chào đón quý vị cùng đến với buổi lễ khánh thành tổ hợp điện mặt trời và điện gió Trung Nam giai đoạn 1. Lời đầu tiên thay mặt ban tổ chức chương trình, Thùy Linh xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất và chúc sức khỏe tới các quý vị đại biểu và khách quý đã cùng dành thời gian đến với chương trình ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay 27 tháng 4 năm 2019, được sự cho phép của Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận, chính quyền huyện Thuận Bắc, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam, Trung Nam Group là chủ đầu tư của công trình, xin được tổ chức lễ khánh thành tổ hợp điện mặt trời và điện gió Trung Nam giai đoạn 1. Và ngày hôm nay chúng tôi xin được trân trọng chào đón sự diện của các quý vị đại biểu và khách quý đã cùng tới tham dự buổi lễ. Về phía lãnh đạo Trung ương, xin trân trọng giới thiệu đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Phát triển Bền vững Quốc gia. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Đức Kiên, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Phan Xuân Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường Quốc hội, đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Bùi Nhật Quang, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. Xin trân trọng giới thiệu các vị lãnh đạo Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng, Bộ Ngoại giao, Bộ Tài nguyên Môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban Dân tộc và các vị lãnh đạo Bộ Ban ngành Trung ương cùng tới tham dự buổi lễ. Về phía các vị khách mời quốc tế, xin được giới thiệu ngài Marco Wandi, trưởng đại diện Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức tại Việt Nam. Về phía tỉnh Ninh Thuận, xin giới thiệu đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy tỉnh Ninh Thuận. Xin giới thiệu đồng chí Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận. Xin giới thiệu đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận. Xin giới thiệu các đồng chí đại diện lãnh đạo các sở ngành, huyện Thuận Bắc, xã Bắc Phong cùng các vị lão thành cách mạng của tỉnh nhà. Đại diện phía tỉnh bạn, xin giới thiệu đồng chí Nguyễn Ngọc Hai, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận. Xin giới thiệu đồng chí Hồ Đại Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ. Xin giới thiệu đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái. Xin giới thiệu các đồng chí đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, sở ban ngành, các tỉnh Trà Vinh, Gia Lai, Đắk Lắk, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng, Phú Yên, Lâm Đồng cùng tới tham dự buổi lễ. Về phía các đối tác, xin được giới thiệu đại diện của lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN, lãnh đạo Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Agribank, Ngân hàng Quân đội MB Bank, Ngân hàng Phát triển Việt Nam VDB, đại diện các tập đoàn nước ngoài Siemens, Enercon, Jinko, các đối tác nước ngoài đến từ EU, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, đại diện các nhà thầu, các đơn vị thiết kế, giám sát cùng tới tham dự chương trình. Về phía chủ đầu tư, xin giới thiệu ông Nguyễn Tâm Thịnh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Trung Nam Group. Xin giới thiệu sự diện của đại diện lãnh đạo là ban biên tập cùng các phóng viên cơ quan thông tấn báo chí tới tham dự và đưa tin về buổi lễ, đại diện nhân dân vùng dự án và các cán bộ, nhân viên, kỹ sư, công nhân của tổ hợp điện gió, điện mặt trời. Một lần nữa xin được nồng nhiệt chào đón toàn thể quý vị. Kính thưa quý vị, với hướng tiếp cận hoàn toàn mới, Trung Nam Group đã khởi công dự án nhà máy điện mặt trời Trung Nam ngay bên dưới cánh đồng điện gió. Và cam kết sau 2 năm nỗ lực không ngừng, một cánh đồng năng lượng tái tạo với 17 trụ, 51 cánh gió, cao độ trên 65 m đang cùng khai thác và qua từng đợt gió Ninh Thuận. Có được ngày hôm nay, có thể nói đó là nhờ vào sự phối hợp sâu sát của chính quyền tỉnh Ninh Thuận, nhờ vào nỗ lực không mệt mỏi của toàn bộ đội ngũ kỹ sư, công nhân, là nhờ vào sự ủng hộ, đồng bộ của các đối tác nhà thầu, các chuyên gia không quản ngại gian khó để bám trụ với nắng, với gió và liên tục bám sát tiến độ của công trường để đạt được kết quả. Và ngay sau đây, trước khi cùng chính thức đến với những phần chia sẻ và phát biểu của các quý vị đại biểu và khách quý, xin mời quý vị hãy cùng nhìn lại cả một chặng đường thực hiện và triển khai dự án với những dấu mốc quan trọng. Xin mời quý vị cùng theo dõi. 15 năm đầu tư bền vững, xây dựng tương lai, Trung Nam Group tự hào kiến tạo những công trình hiện đại vì sự phồn thịnh của nước nhà. Là nhà đầu tư hàng đầu Việt Nam, cam kết triển khai các dự án đảm bảo tốc độ, chất lượng và tính hiệu quả. Năng lượng đóng vai trò trọng yếu trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hướng đến cân bằng phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường. Chính phủ Việt Nam đã có những quyết định quan trọng trong quy hoạch phát triển điện lực nhằm giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch. Với năng lượng là lĩnh vực trụ cột, sau thành công của 3 nhà máy thủy điện quy mô gần 120 MW, Trung Nam đẩy mạnh đầu tư các dự án năng lượng tái tạo. Khởi đầu là trang trại điện gió và điện mặt trời tại huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận. Định hướng tương lai của Trung Nam Group là trở thành một trong những công ty tiên phong về lĩnh vực năng lượng điện gió và điện mặt trời, góp phần vào sự phát triển bền vững của ngành năng lượng xanh và sạch tại nước nhà. Mang tiềm năng lớn về năng lượng tái tạo, tỉnh Ninh Thuận có tỷ lệ bức xạ mặt trời trực tiếp trung bình luôn ở mức cao, với lượng giờ nắng trung bình mỗi năm đạt trên 2.800 giờ. Hơn 8.000 hecta của tỉnh nhận được 98% gió Nam, Đông Nam, đạt vận tốc từ 6,4 đến 9,6 m một giây, tại độ cao trên 65 m. Sớm nhận thấy những triển vọng trên, vào năm 2016, Trung Nam Group tiên phong phát triển tổ hợp dự án điện gió và điện mặt trời tại huyện Thuận Bắc, trước khi tỉnh Ninh Thuận được định hướng trở thành trung tâm năng lượng tái tạo của Việt Nam theo nghị quyết năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ. Tính đến tháng 5 năm 2019, tổ hợp điện gió và điện mặt trời Trung Nam tại Ninh Thuận là tổ hợp năng lượng tái tạo đầu tiên và lớn nhất tại Việt Nam, tổng quy mô 350 MW, dự kiến sản xuất gần 1 tỷ kWh điện mỗi năm cho mạng lưới điện quốc gia. Việc tận dụng quỹ đất đã quy hoạch của dự án điện gió cho điện mặt trời là hướng tiếp cận hoàn toàn mới trong ngành năng lượng tái tạo tại Việt Nam. Đây là giải pháp tối ưu hóa giá trị đất, cơ sở hạ tầng sẵn có, cùng đội ngũ nhân lực đã qua đào tạo. Mô hình tích hợp này vừa tăng tỷ suất hoàn vốn đầu tư, vừa góp phần hạn chế tác động lên môi trường. Khởi công vào ngày 27 tháng 8 năm 2016, dự án điện gió được chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 hoàn thành vào tháng 4 năm 2019, với 17 tua bin gió được đưa vào hoạt động. Giai đoạn 2 được triển khai trong năm 2019, là tập đoàn thiết bị điện gió hàng đầu trên thế giới Enercon trở thành đối tác của Trung Nam Group vào tháng 6 năm 2017, cung cấp các tua bin gió không hộp số tiên tiến bậc nhất cho dự án. Với chiều dài cánh quạt là 50 m và chiều cao trụ 95 m, những cánh quạt và trụ gió được sản xuất tại Đức và vận chuyển đến Việt Nam vào năm 2018. Trang trại điện gió dự kiến đạt tổng công suất 150 MW khi hoàn thành. Công trình điện mặt trời được khởi công vào ngày 7 tháng 7 năm 2018 với sự tham gia của gần 2.000 lao động, tiến hành lắp ráp hơn 700.000 tấm pin quang điện trong vòng 9 tháng. Nhằm ứng dụng các công nghệ tối tân để đạt sản lượng cao nhất, đội ngũ kỹ sư Trung Nam đã nỗ lực nghiên cứu và làm việc với các đối tác hàng đầu trong lĩnh vực năng lượng tái tạo của châu Âu và thế giới. Điển hình là công nghệ pin quang điện của Sinco và công nghệ chuyển đổi bức xạ inverter của Siemens. Dự án tạo cơ hội việc làm trong môi trường chuyên nghiệp cho người dân địa phương. Trung Nam đã huy động lực lượng lao động trên 2.000 người, từ kỹ sư, chuyên gia đến công nhân giỏi tay nghề, luân phiên ngày đêm miệt mài làm việc, đảm bảo chất lượng và tiến độ thi công. Khi hoàn thành, nhà máy sẽ được vận hành bởi 200 đến 300 kỹ sư và nhân viên được qua đào tạo về chuyên môn và kỹ thuật. Mang tính hiệu quả cao, dự án tích hợp này là mô hình mới cho các nhà đầu tư năng lượng tái tạo, với tiềm năng áp dụng rộng rãi trong tương lai. Việc hoàn thành tốc độ, an toàn và hiệu quả, tổ hợp năng lượng tái tạo điện gió và điện mặt trời Trung Nam tại tỉnh Ninh Thuận đã minh chứng cho kinh nghiệm thi công các công trình hiện đại và nhiệt huyết không ngừng vươn tới những tầm cao mới. Trong 3 năm tới, Trung Nam Group quyết tâm phát triển thêm 2.000 MW tổng công suất điện gió và điện mặt trời, hòa vào mạng lưới điện quốc gia. Đầu tư bền vững, xây dựng tương lai. Cùng Trung Nam Group góp phần xây dựng một tương lai thịnh vượng cho Việt Nam. Vâng, chúng ta cùng dành một tràng pháo tay để chúc mừng cho những thành quả đến từ nỗ lực không ngừng nghỉ của tập thể ban lãnh đạo và cán bộ, công nhân viên, các kỹ sư xây dựng của Trung Nam Group. Thưa quý vị, và ngay lúc này, để báo cáo về kế hoạch vận hành tổ hợp năng lượng tái tạo điện gió và điện mặt trời Trung Nam cũng như là kế hoạch triển khai trong tương lai gần, xin được trân trọng kính mời lên sân khấu ông Nguyễn Tâm Tiến, Tổng Giám đốc Trung Nam Group. Xin trân trọng kính mời ông. Trước khi tôi đại diện cho toàn bộ cán bộ nhân viên của Trung Nam xin được báo cáo với tất cả quý vị đại biểu, thì cho tôi một phút để có thể nói về những người mà hy sinh rất nhiều, phải nói là làm việc rất nhiều, mà trên cái vùng đất phải nói rằng là thiên nhiên đôi khi cũng rất là công bằng, tức là cũng cho ở cái vùng chúng tôi đang làm ở đây vừa gió vừa nắng. Nhưng mà trong cái thời gian vừa qua thì kỹ sư của Trung Nam phải nói là cũng kiệt sức rất nhiều, cũng phải đi truyền nước biển vì với cái nắng nó rất là hốc. Thì xin quý vị cho tôi một phút. Bố con có thể bắt lấy tia nắng mặt trời, biến ánh sáng thành điện năng. Bố trồng những bông hoa khổng lồ, đón lấy sức mạnh của gió từ những tầng mây. Với siêu năng lực, bố biến nắng, gió và nước thành năng lượng sạch. Bố con xây những tuyến đường trên cao để mọi người di chuyển dễ dàng. Bố xây dựng những cây cầu lớn để đem mọi người đến gần nhau hơn. Bố con dựng những phòng tuyến chống lũ dâng cao để nhà cửa của mọi người được an toàn. Bố con là anh hùng và bố đang xây dựng tương lai của chúng ta tại Trung Nam Group. Như đã giữ đúng lời hứa cam kết với Ủy ban dân lãnh đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận cũng như là của chính phủ và bộ ngành, chúng tôi đã chính thức là lắp đặt xong 17 trụ gió trong tổng số là 45 trụ gió, cũng như là đã chính thức lắp đặt xong là 700.000 tấm pin, và chúng tôi cũng đang chạy thử đưa lên lưới điện quốc gia là từng phần Và ngày 20 tháng 5 đến đây thì chúng tôi sẽ làm đủ các thủ tục để có thể là chúng tôi phát điện thương mại chính thức. Kính thưa ông Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Kính thưa ông Nguyễn Đức Kiên, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Kính thưa ông Phan Xuân Dũng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Quốc hội, đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận. Kính thưa ông Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Ninh Thuận. Kính thưa ông Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận. Kính thưa ông Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận. Kính thưa ông Nguyễn Ngọc Hai, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận. Và kính thưa ông Đoàn Văn Việt, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng. Và một người rất đặc biệt là tôi xin kính thưa ông già làng Raglai đã đến tham dự với chúng ta vào hôm nay với một cái sắc phục của người đồng bào rất là đẹp. Thưa tất cả quý vị đại biểu, 2016 thì chúng tôi được Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận chấp thuận cho xây dựng và phát triển ở cái vùng đất này là xây dựng 45 trụ gió. Lúc đó thì công suất mà chúng tôi lựa chọn cho khoảng 2 mê một trụ. Trong quá trình xây dựng thì chúng tôi cũng đã lựa chọn những cái công nghệ tiên tiến. Thực ra là chúng tôi cũng rất là trăn trở và phải dũng cảm để có thể chọn những cái thiết bị đắt tiền hơn, nhưng ngược lại là cái chi phí vận hành, bảo dưỡng thấp hơn, cũng như cái tuổi thọ nó sẽ kéo dài hơn. Và 3 giai đoạn của điện gió chúng tôi chọn đều là công nghệ không hợp số của Enercon. Và mỗi giai đoạn thì chúng tôi lại được chọn thay đổi bởi cái công nghệ và cái công suất của tua bin nó sẽ cao hơn. Như hiện nay chúng tôi giai đoạn 2 cũng đã chọn tới cái chiều cao của trụ gió đến 135 m và công suất cũng là đến 4 MW. Bên cạnh như vậy thì cái vùng đất của tại tỉnh Ninh Thuận, nhất là huyện Thuận Bắc, thì chúng tôi đã tìm thấy được cái cơ hội có thể đầu tư vào điện mặt trời. Và chúng tôi đã quyết tâm để xin được chính phủ cũng như là tỉnh cho phép đầu tư cùng dưới cái điện gió mà hiện nay chúng tôi đang đầu tư một cái nhà máy điện mặt trời với công suất là 204 MW. Thưa quý vị đại biểu, là với một cái khối lượng thực sự là khổng lồ, tức là chúng tôi phải vận chuyển riêng điện mặt trời thì đến gần coi như là hơn 2.000 cái container 40 feet và 42.000 tấn thiết bị và khoảng gần 8 triệu mét cáp. Riêng điện gió là chúng tôi đã vận chuyển là hơn 10.000 tấn thiết bị và toàn là siêu trường. Và phải nói rằng là ngày đêm anh em kỹ sư công nhân chạy đua với cái thời gian là cái hạn chót là 30 tháng 6. Phải nói rằng là huy động một cái lực lượng đã hơn 2.300 công nhân và kỹ sư trên công trường để làm cả ngày cả đêm cho kịp. Thì phải nói rằng là nói đến thành công ngày hôm nay, phải nói rằng là cảm ơn chính phủ đã tạo điều kiện cho những nhà đầu tư tư nhân chúng tôi được tham gia những dự án về năng lượng tái tạo, cũng như cảm ơn các Bộ Công Thương của EVN và Công ty Truyền tải điện. Và đặc biệt là phải nói rằng là có sự giúp đỡ rất là nhiệt tình của Ủy ban nhân dân tỉnh cũng như là các sở ngành và nhất là huyện Thuận Bắc. Quý vị biết rằng là 268 hectare cho riêng điện mặt trời, huyện Thuận Bắc đã quyết liệt ủng hộ nhà đầu tư để bồi thường giải phóng mặt bằng trong vòng 5 tháng. Phải nói rằng là cái sự nhiệt tình cũng như cái sự ủng hộ của đồng bào ở khu vực, phải nói là nhà đầu tư rất là ghi ơn. Thưa quý vị đại biểu, Trung Nam cũng là một doanh nghiệp. Chúng tôi đi đầu tư vẫn đặt cái hiệu quả lên hàng đầu. Bên cạnh đó thì chúng tôi luôn quan tâm đến cái công tác xã hội. Thì cách đây khoảng hơn một ngày thì chúng tôi cũng đã hoàn thành một cái trường trung học tại Cà Ná, nhưng mà được đặt tên là trường trung học Đặng Chí Thanh. Là chúng tôi cũng đã đầu tư cái trường 42 tỷ để cho con em của chúng ta, đó là những cái trẻ em và những người trẻ là nối tiếp và là những cái tài nguyên và những cái hiện tài quốc gia. Và sắp đến thì chúng tôi vẫn tiếp tục để chúng tôi đồng hành cùng với xã hội, nhất là tỉnh Ninh Thuận. Thưa quý vị đại biểu, hôm nay tôi thay mặt cho lãnh đạo Trung Nam cũng như cán bộ nhân viên cho phép tôi xin lỗi và mong già làng Raglai cũng như đồng bào chúng tôi đến đây đầu tư cũng vì cái sự phát triển của đất nước, cũng vì một cái sự phát triển của doanh nghiệp, nhưng mà cũng làm cho đồng bào những cái xáo trộn về cuộc sống, ngày đêm máy móc và bụi bặm, dù có cố gắng cách nào thì cũng không thể nào hạn chế được. Thì cho con đại diện cho những đứa con của Trung Nam đến đây, xin già làng Raglai hãy tha thứ những cái việc mà chúng con đã làm xáo trộn cuộc sống, nhưng mà hãy tin rằng vài tháng nữa thì dự án này cũng sẽ đem lại được cái lợi ích cho vùng Thuộc Bắc cũng như tỉnh Ninh Thuận, và cũng như cho những lực lượng lao động phổ thông của người đồng bào. Và xin cảm ơn là ngân hàng, đây là VDB Bank cũng như là MB Bank, phải nói là tin tưởng Trung Nam và đồng hành tài trợ. Và tôi nhận thấy ở đây rằng là hầu như không có những cái rủi ro. Bởi vì thủy điện thì có thể là thiên tai, có thể là nước, nhưng mà thực ra là chúng tôi đã kiểm nghiệm là 6 giờ sáng thì với cái tấm pin công nghệ mà mono cũng như là với cái inverter của Siemens thì 6 giờ sáng thì cũng đã đẩy được điện lên lưới, và đến 6 giờ chiều mới tắt. Và không có lý gì thì những dự án này là lại có rủi ro. Cảm ơn sự đồng hành và tin tưởng của hai ngân hàng VDB, MB Bank và cũng như là những ngân hàng nông nghiệp cũng đã có cái hướng đến để giúp đỡ chúng tôi cũng như đồng hành tài trợ cho chúng tôi cái giai đoạn tiếp theo. Xin cảm ơn, cho tôi cảm ơn tất cả đến là cán bộ công nhân viên cũng như kỹ sư của Trung Nam đã miệt mài. Và các bạn phải biết rằng chúng ta còn một tháng nữa để chúng ta hoàn thành tất cả các cái thủ tục để có thể là phát chính thức thương mại. Và xin cảm ơn tất cả những cái cơ quan báo đài trung ương đến để đưa tin, và cảm ơn tất cả quý vị đã dành cái thời gian quý báu cho Trung Nam là đến để chia vui trong những cái ngày lễ của ngày cuối cùng của đến ngày 30 tháng 4 và kỷ niệm cái 44 năm ngày thống nhất đất nước. Và các bạn cũng đừng quên rằng đêm nay tại tỉnh Ninh Thuận, thành phố Phan Rang, tỉnh cũng tổ chức một cái lễ hội rượu vang ở cái vùng đất rất nổi tiếng là nho cũng như nắng và gió. Xin cảm ơn tất cả các bạn và chúc các bạn tất cả sức khỏe. Cảm ơn Phó Thủ tướng cũng đã dành bây giờ đến để động viên cũng như là dự cái lễ khánh thành nào. Xin trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Tâm Tiến, Tổng Giám đốc Trung Nam Group. Kính thưa quý vị, quốc gia đi đầu về công nghệ khai thác điện gió và điện mặt trời phải nhắc tới Cộng hòa Liên bang Đức. Điển hình là Enercon và Siemens là hai đơn vị hàng đầu thế giới về thiết bị và các công nghệ năng lượng tái tạo. Và tìm kiếm giải pháp công nghệ phù hợp, Tân Tiến áp dụng cho dự án để đảm bảo hiệu suất khai thác tối đa là một trong các tiêu chí quan trọng khi Trung Nam Group lựa chọn các đối tác để cung cấp thiết bị cho dự án. Đối với tổ hợp năng lượng tái tạo, Enercon cung cấp thiết bị tua bin gió không hộp số, tăng sản lượng khai thác điện năng, và Siemens cung cấp công nghệ chuyển đổi bức xạ inverter, tăng hiệu suất khai thác bức xạ mặt trời trong một ngày. Và ngay sau đây, tôi xin được trân trọng kính mời ông Sizen Ariel Thomas, Tổng lãnh sự quán nước Cộng hòa Liên bang Đức tại Việt Nam lên sân khấu phát biểu. Trân trọng kính mời ông. Dear Excellencies, dear Mr. Dam, Deputy Prime Minister of Vietnam, dear Mr. Tan, Party Secretary of Ninh Thuận Party Committee, dear Mr. Win, Chairman of Ninh Thuận People Committee, dear Chairman of Trung Nam Group, dear Dr. Thai Pham Lam, CEO of Siemens Vietnam, Mr. Browns, Albert Van Hung, CEO of Enercon Vietnam. First of all, gentlemen, ladies and gentlemen, many thanks for the opportunity to have a few words at the opening ceremony of this very outstanding project, a project what is very important in a very important industry of green energy and is another landmark of our Vietnamese-German business relations. You know, for us in Germany, is green energy and the energy transition process a really important topic. Let me give you some ideas or some examples. The solar energy plays a key role in Germany. It is already one of the most important green energy sources for both the supply of electricity and for heating. Energy production from solar energy sources can cover 6% of the whole German electricity demand in 2017. The German PV industry employed 36,000 people in 2016, and in 2017 the companies invested 1.2 billion of euros. And it's being one of the world leaders in high-quality PV modules, inverters, production equipment, and so on. On the other hand, we have the wind energy in Germany. The country's wind energy industry is one of the world's largest and is at the forefront of technological development. The energy production from wind energy sources can cover 20% of the German electricity demand in 2017. And here also are employed 160,000 people right now. Germany is Europe's leading wind energy market with 3 gigawatt of newly installed capacity in 2018 and more than 59 gigawatt of total capacity. And we have, on the other hand, a very huge demand in Vietnam for new energy, and as you know, Vietnam is on the way to become an industrial country. According to the Vietnamese National Development Plan 7, we have to satisfy the domestic electricity demand. The government sets a target for installed capacity in 2020 with 60 gigawatt and 2025 with 96 gigawatt. The National Plan 7 mentions the deployment of green energy, wind, solar, and bioenergy as a priority for the future of the national electricity mix. The targets are set 6.5% of the electricity production by 2020, 6.9% by 2025, and 10.7% by 2030. The share of solar energy in the total installed capacity is 0.5% in 2020 and 3.3% in 2030. The share of wind energy in the total installed capacity is 0.8% in 2020 and 2.1% in 2013. Let me have a few words to the project and of course, first of all, to Trung Nam Solar Power Plant and Siemens. This power plant is the largest solar farm so far in Vietnam, with a total investment capital of $223 million and the total capacity of 204 megawatt. The remarkable benchmark project creating clean and environmental friendly energy for Vietnam. This power plant could deliver up to 625 gigawatt hours per year and supply electricity for 200,000 households. And we, of course, we are very proud that Trung Nam chose some German partners, some state-of-the-art German suppliers. First of all, Siemens. It's for Siemens the first solar project in Southeast Asia. And Siemens delivered almost all the equipment for this farm, including inverters, power distribution transformers, gas-isolated, medium-voltage switchgear, and so on, and so on. All transformers are to be delivered as transformer with digital interface. A German leading company focusing on green and clean energy, Siemens Vietnam offers the best solution that plays a vital role in supporting the energy transformation in Vietnam and creates clean, environmental friendly energy in Vietnam already since 1993. And for the Trung Nam wind farm, we have the company Enercon. A German manufacturer provided 17 turbines for 40 megawatt in this project at the first phase, and a second phase will follow. Enercon expand also its presence in Vietnam further. In addition to the office already established in Ho Chi Minh City, now a service station is already set up here in the province in Ninh Thuận. Last but not least, allow me to have a last remark. Also, we as the AHK Vietnam, we will continue to create partnerships between Vietnamese and German companies, especially in the fields of green energy. And for example, in October this year, in 2019, we will have another conference, another trip, photovoltaics and smart grids in Vietnam. It's a project which we will organize together with our partner GIZ. Ladies and gentlemen, today is a great day for the environment, for Vietnam, and especially for the Ninh Thuan province. For the Vietnamese investor Trung Nam, and for both suppliers Siemens and Enercon. I wish all the best for this outstanding project and good luck. Thank you very much. Come on. Xin trân trọng cảm ơn ngài Sijen Andren Thomas. Thưa quý vị, ngày hôm nay tổ hợp điện gió điện mặt trời Trung Nam được chính thức đưa vào vận hành. Đây là sự quyết tâm, là nỗ lực, là sự khẳng định từ chính quyền tỉnh Ninh Thuận đối với chủ trương của Đảng và Nhà nước khi tập trung triển khai định hướng năng lượng tái tạo, lưu tâm đến các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực này. Nhất là từ năm 2018, tỉnh Ninh Thuận chính thức trở thành trung tâm năng lượng tái tạo của cả tỉnh. Và nhân dịp này, một lần nữa, Trung Nam Group xin được chân thành cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình, nỗ lực phối hợp lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, các sở ban ngành tỉnh Ninh Thuận. Bên cạnh đó, chúng tôi xin được cảm ơn người dân khu vực dự án vì sự thấu hiểu và hỗ trợ Trung Nam Group trong suốt quá trình triển khai và thực hiện dự án. Và ngay sau đây, tôi xin được trân trọng kính mời ông Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận sẽ lên sân khấu phát biểu. Trân trọng kính mời ông. Kính thưa đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Phát triển Bền vững Quốc gia. Kính thưa đồng chí Nguyễn Đức Kiên, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội. Kính thưa đồng chí Phan Xuân Dũng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ Môi trường Quốc hội, đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội, các cơ quan đại diện của các nước và tham dự buổi hôm nay. Kính thưa đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo các tỉnh bạn, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo các sở ngành, các địa phương. Kính thưa lãnh đạo của Tập đoàn Trung Nam và các đối tác. Kính thưa các vị khách quý và toàn thể quý vị đại biểu. Hôm nay là trong những ngày tháng 4 lịch sử, báo cáo với các đồng chí Phó Thủ tướng và các đồng chí thì ngày này, ngày 16 tháng 4 năm 1975, cách đây 44 năm, thì quân và dân Ninh Thuận cùng với bộ đội chủ lực đã đập tan lá chắn thép ở tại khu vực thuận Bắc này để mở đường cho quân giải phóng tiến vào giải phóng Sài Gòn, mở ra một cái kỷ nguyên thống nhất, độc lập của đất nước chúng ta ngày hôm nay. 44 năm qua, đặc biệt là từ ngày tách tỉnh, tái lập tỉnh mùng 1 tháng 4 năm 1992 nay, đảng bộ, chính quyền, nhân dân và các thế hệ cán bộ, các doanh nghiệp và cộng đồng doanh nhân cũng như nhân dân trong tỉnh đã có rất nhiều các cái nỗ lực hay khắc phục những cái khó khăn và tạo tiền đề cho có bước Ninh Thuận có những cái bước phát triển trong cái ngày hôm nay. Hôm nay trong không khí vui tươi, chúng ta kỷ niệm 44 năm ngày giải phóng quê hương Ninh Thuận, ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Tỉnh tổ chức rất nhiều các chuỗi sự kiện để tổ chức mừng những cái ngày lễ trọng đại của đất nước và của tỉnh. Trong đó có lễ hội Văn Nho và khánh thành một số các cái cơ sở sản xuất kinh doanh quan trọng, tạo ra cái động lực cho cái sự phát triển của tỉnh trong thời gian sắp tới. Tỉnh Ninh Thuận cũng rất vui mừng được đón tiếp đồng chí Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, đồng chí Nguyễn Đức Kiên, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, cùng các đồng chí lãnh đạo các cơ quan đảng, Quốc hội, Chính phủ, các bộ ngành trung ương, các tỉnh bạn và các vị khách quý về tham dự chuỗi sự kiện đó. Trong đó có cái tham dự cái buổi để khánh thành tổ hợp điện gió, điện mặt trời ngày hôm nay. Xin gửi đến đồng chí Phó Thủ tướng, các quý vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cùng toàn thể quý vị khách quý lời chúc mừng tốt đẹp nhất và chúc cái buổi lễ khánh thành của chúng ta thành công tốt đẹp. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, thưa quý vị đại biểu, được sự quan tâm của Trung ương Đảng, của Quốc hội và của Chính phủ trong việc ban hành các cơ chế chính sách phát triển các dự án năng lượng tái tạo, hỗ trợ đầu tư hạ tầng cùng với tiềm năng và lợi thế trong phát triển năng lượng tái tạo của tỉnh, tỉnh Ninh Thuận được Chính phủ xác định là trung tâm năng lượng tái tạo của cả nước theo nghị quyết 115 của Chính phủ. Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân đã xác định phát triển năng lượng tái tạo là một trong những lĩnh vực đột phá để Ninh Thuận phát triển bền vững. Trên cơ sở các dự án đã được Thủ tướng, Bộ Công Thương phê duyệt, bổ sung quy hoạch, Ủy ban Nhân dân tỉnh đến nay đã cấp chủ trương cho các dự án điện mặt trời với tổng công suất 1.816 MW, tổng vốn đầu tư 49.909 tỷ đồng và 800 MW điện gió, tổng công suất, tổng vốn đăng ký là gần 28.000 tỷ đồng. Việc triển khai các dự án năng lượng tái tạo đóng góp rất quan trọng cho đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, góp phần thực hiện cam kết giảm lượng phát thải khí thải nhà kính của Việt Nam, bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu đất đai, hình thành thị trường bất động sản, công nghiệp và biến những cái vùng khó khăn, khô cằn như chúng ta đang ở đây trở thành những cái vùng rất là phát triển của tỉnh Ninh Thuận và của đất nước trong thời gian sắp tới. Góp phần là thực hiện các cái nghị quyết của tỉnh ủy, của Hội đồng Nhân dân về đẩy mạnh phát triển công nghiệp, từng bước xây dựng Ninh Thuận trở thành trung tâm năng lượng tái tạo của cả nước theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, của Thủ tướng Chính phủ. Đến thời điểm này, Ninh Thuận là một trong những tỉnh vươn lên dẫn đầu cả nước với 8 dự án điện gió và điện mặt trời đã đưa vào khánh thành và sử dụng. Điện gió thì có 3 dự án với tổng công suất là 116 MW. Điện mặt trời có 5 dự án với tổng công suất là 631 MW đưa vào vận hành khí rừng. Và dự kiến từ nay đến cuối năm thì sẽ có thêm 13 dự án điện nữa với tổng công suất gần 700 MW sẽ vận hành thương mại. Nâng tổng cái công suất trong năm nay, tỉnh sẽ dự kiến sẽ phát hành là khoảng trên 1.300 MW. Là để điều này là góp phần vào sự tăng trưởng kinh tế, bảo đảm cái nguồn an ninh năng lượng quốc gia cũng như là cái thực hiện có hiệu quả nghị quyết 115 mà Thủ tướng đã ban hành các cơ chế cho tỉnh Ninh Thuận. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, thưa quý vị đại biểu, trong năm 2018 đến nay, các dự án điện gió, điện mặt trời được triển khai đúng kế hoạch đã góp phần tăng trưởng kinh tế cho tỉnh, đạt và vượt chỉ tiêu, làm động lực để phát triển kinh tế xã hội. Nền kinh tế của tỉnh đã bước qua khởi sắc, vị thế của tỉnh cũng được nâng lên. Kết quả năm 2018 có 15 trên 15 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, trong đó GDP bình quân đầu người đạt 39,7 triệu đồng, thu ngân sách đã vượt kế hoạch đại hội, tổng đầu tư toàn xã hội và thu hút đầu tư nước ngoài cũng thuộc mức cao của cả nước. Dự án điện gió, điện mặt trời Trung Nam do Công ty Cổ phần Điện mặt trời Trung Nam làm chủ đầu tư, thực hiện tại huyện Thuận Bắc với quy mô điện gió là 151 MW và 204 MW điện mặt trời. Đây là dự án điện gió kết hợp điện mặt trời đầu tiên trên địa bàn tỉnh với quy mô lớn nhất khu vực, là mẫu dự án điển hình cho sự kết hợp khai thác có hiệu quả tiềm năng lợi thế về gió và mặt trời của tỉnh. Nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng của dự án, kể từ khi được cấp quyết định chủ trương đầu tư, nhà đầu tư đã hoàn thành các thủ tục pháp lý để triển khai đầu tư. Chủ đầu tư đã nỗ lực phấn đấu tiến độ để xây dựng công trình. Trong những tháng ngày vừa qua thì như là báo cáo của chủ đầu tư thì cũng đã rất rõ, và kể cả trong những ngày Tết vừa rồi thì là công ty Trung Nam cũng liên tục đẩy nhanh tiến độ, không kể ngày lễ, ngày đêm gì cả, để mà đẩy nhanh tiến độ theo những lời cam kết của chủ đầu tư đối với lại tỉnh. Lễ khánh thành tổ hợp nhà máy điện gió Trung Nam hôm nay không chỉ là ngày vui của công ty Trung Nam, của người dân xã Bắc Phong, huyện Thuận Bắc, mà là ngày vui chung của cả tỉnh Ninh Thuận chúng ta. Những người đã rất kỳ vọng vào dự án sẽ là đột phá cho sự phát triển kinh tế xã hội, phát triển năng lượng tái tạo, góp phần xây dựng Ninh Thuận trở thành trung tâm năng lượng tái tạo của cả nước. Đây là dự án điện mặt trời, điện gió kết hợp đầu tiên đi vào vận hành thương mại, là dự án điện gió thứ ba đi vào vận hành thương mại. Đây là dự án đã sử dụng công nghệ tiên tiến nhất hiện nay với tuốc pin gió không hộp số, điện mặt trời sử dụng tractor tự động xoay tấm pin theo hướng mặt trời và tấm pin quang điện có hiệu quả cao nhất 375 đến 400 MW. Thay mặt cho lãnh đạo Ủy ban nhân tỉnh, tôi xin biểu dương sự nỗ lực của chủ đầu tư, sự phối hợp nỗ lực của các cấp, các ngành, nhất là sự ủng hộ của bà con trong vùng dự án để có buổi lễ dự án khởi công ngày hôm nay. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, thưa quý vị đại biểu, với chủ trương đồng hành cùng với doanh nghiệp, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ tiếp tục hỗ trợ, tạo các điều kiện thuận lợi để hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn tiếp tục đầu tư hoàn thiện các dự án. Trong thời gian sắp tới, tôi đề nghị công ty tiếp tục quan tâm đầu tư các dự án năng lượng tái tạo với là các tiến bộ, ứng dụng các tiến bộ khoa học mới nhất, quản lý các dự án đầu tư có hiệu quả để góp phần xây dựng Ninh Thuận trở thành trung tâm năng lượng tái tạo của cả nước, giải quyết công ăn việc làm, nâng cao thu nhập cũng như nguồn thu ngân sách cho địa phương. Tôi yêu cầu các cơ quan chức năng của tỉnh tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất trong khuôn khổ quy định của pháp luật để hỗ trợ công ty trong quá trình hoạt động, xây dựng và phát triển thêm các dự án tại tỉnh Ninh Thuận. Với kinh nghiệm và uy tín cùng với sự quyết tâm của Tập đoàn Trung Nam, tôi tin tưởng rằng doanh nghiệp sẽ tiếp tục phát triển và gặt hái nhiều thành công hơn nữa trong các dự án tiếp theo ở trên địa bàn của tỉnh Ninh Thuận. Nhân dịp này, cũng thay mặt lãnh đạo tỉnh, xin trân trọng cảm ơn Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các phó thủ tướng, các bộ ngành trung ương đã quan tâm, hỗ trợ, chỉ đạo, lãnh đạo cho tỉnh Ninh Thuận phát triển trong thời gian vừa qua. Trong thời gian sắp tới, chúng tôi rất mong muốn Quốc hội, Chính phủ, các bộ ngành trung ương tiếp tục quan tâm ban hành các cơ chế chính sách hỗ trợ phù hợp khác để phát huy tiềm năng lợi thế của tỉnh Ninh Thuận trong phát triển kinh tế nói chung cũng như là các lĩnh vực phát triển về năng lượng tái tạo. Trước mắt là quan tâm chỉ đạo để đẩy nhanh khơi thông giải quyết về mặt quy hoạch, đẩy nhanh tiến độ thực hiện đầu tư đường truyền tải để giải tỏa công suất 2.000 MW mà đã được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo và cho phép Ninh Thuận thực hiện từ nay đến năm 2020, tạo điều kiện thuận lợi để Ninh Thuận phát triển trở thành trung tâm tái tạo, năng lượng tái tạo của cả nước theo chỉ đạo của Chính phủ và của Thủ tướng Chính phủ. Cuối cùng, thay mặt lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận, tôi xin cảm ơn và kính chúc Phó Thủ tướng Chính phủ cùng các đồng chí lãnh đạo của Quốc hội, Chính phủ, các bộ ngành trung ương, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo của tỉnh cùng toàn thể quý vị đối tác, chủ đầu tư dồi dào sức khỏe, nhiều hạnh phúc và nhiều thành công. Chúc buổi lễ khánh thành tổ hợp nhà máy điện mặt trời gió Trung Nam thành công tốt đẹp và vận hành có hiệu quả. Xin trân trọng cảm ơn. Xin cảm ơn và kính mời ông Lưu Xuân Vĩnh sẽ nán lại sân khấu để đến với phần tiếp theo là đón nhận bảng tượng trưng trường, một trong những hoạt động vì cộng đồng của Trung Nam Group ạ. Thưa quý vị, trong thời gian vừa qua cùng với tỉnh nhà không chỉ tập trung phát triển về kinh tế mà Trung Nam Group còn cam kết phát triển cả về văn hóa, xã hội và giáo dục. và có cùng với rất nhiều các hoạt động để hỗ trợ cho bà con nhận thấy nhu cầu thiết yếu cần có một ngôi trường tại xã Càn Lá của tỉnh. Trung Nam Group đã quyết định đầu tư xây dựng ngôi trường trung học cơ sở để trao tặng cho xã với toàn bộ trang thiết bị hiện đại phục vụ cho giáo dục. Và ngay sau đây tôi xin phép được kính mời lên sân khấu ông Nguyễn Tâm Thịnh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Trung Nam Group sẽ đại diện để trao tặng bảng tượng trưng trường. Và trân trọng kính mời ông Lưu Xuân Vĩnh sẽ đón nhận món quà này từ Trung Nam Group. Chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo tay cho tấm lòng vì cộng đồng của Trung Nam Group. Xin trân trọng cảm ơn ông Lưu Xuân Vĩnh, trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Tâm Thịnh. Kính thưa quý vị, để hoàn thành và triển khai dự án vận hành chính thức như ngày hôm nay, cần rất nhiều sự quyết tâm từ đội ngũ kỹ sư, công nhân, các chuyên gia trong suốt quá trình nghiên cứu và thực hiện dự án. Tiến độ triển khai chỉ trong 9 tháng của trang trại điện mặt trời chính là điển hình cho quyết tâm này. Để ghi nhận thành tích của cá nhân và tập thể, Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã có các quyết định khen thưởng cho các cá nhân và tập thể đã có thành tích xuất sắc trong công việc thi công xây dựng tổ hợp điện mặt trời và điện gió Trung Nam tại tỉnh Ninh Thuận. Sau đây xin được kính mời lên sân khấu ông Nguyễn Tâm Thịnh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Trung Nam Group lên đón nhận bằng khen cá nhân xuất sắc. Và kính mời ông Trần Đức Xuyên, Tổng Giám đốc Trung Nam Wind Power, đại diện cho tập thể nhận bằng khen xuất sắc. Và trân trọng kính mời lên sân khấu ông Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận sẽ lên đại diện để trao tặng bằng khen. Một lần nữa chúng ta hãy cùng chúc mừng cho những nỗ lực và quyết tâm của Trung Nam Group. Xin trân trọng cảm ơn ông Lưu Xuân Vĩnh, trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Tâm Thịnh và ông Trần Đức Xuyên. Kính thưa quý vị, tiếp theo chương trình, xin được trân trọng kính mời các quý vị đại biểu và khách quý cùng đến với một trong những khoảnh khắc quan trọng của buổi lễ ngày hôm nay. Nghi thức đóng điện nhà máy năng lượng điện mặt trời và điện gió Trung Nam. Và để điều hành nghi thức này, xin trân trọng kính mời đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Kính thưa quý vị, và ngay lúc này, chúng tôi xin được mời bộ phận kỹ thuật sẽ hỗ trợ để giúp kết nối với phòng điều khiển của hai nhà máy điện gió và điện mặt trời Trung Nam ạ. Xin mời. Xin chào các anh. Dạ. Các kỹ sư đại diện cho Trung Nam Group đang trực ở phòng điều khiển. Các thân mến, ngay lúc này các anh sẽ có cơ hội để trực tiếp trò chuyện cùng với Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam. Các anh đã sẵn sàng chưa? Dạ, chúng tôi đã sẵn sàng ạ. Và như sau đây, trân trọng kính mời Phó Thủ tướng sẽ có đôi lời với đại diện của các đồng chí kỹ sư ạ. Tôi thấy hội trưởng đã thông báo này là sự giao dịch mắc mắc, không làm gì đâu, không chuẩn bị cái gì. Tôi đã nói trên đây. Trước hết là tôi ngày hôm nay có thể nói là một ngày rất là đặc biệt. Sáng sáng đến giờ tôi và cùng nhiều những lãnh đạo trung ương và địa phương đã tham dự hai cái lễ này. Lễ thứ nhất là lễ thành nhà máy điện mặt trời có quy mô lớn nhất và thời gian thi công nhanh nhất cách đây nhiều năm. Và bây giờ là lễ khánh thành tổ hợp điện mặt trời và điện gió kết hợp với phòng đầu tiên và cũng có thời gian thi công cực kỳ lâu. Đầu tiên tôi chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Ninh Thuận, chúc mừng các nhà đầu tư, các đối tác, đặc biệt là chúc mừng đội ngũ các kỹ sư, kỹ thuật viên, công nhân đã ngày đêm khắc phục khó khăn vất vả trong cái nắng cái gió của Ninh Thuận để hoàn thành dự án này. Và xin chúc mừng tất cả các bạn. Chúng cháu xin nói rằng đây là những hành động, những của Việt Nam trong phát triển năng lượng sạch, phát triển bền vững. Sự cam kết của Ninh Thuận, Miền Địa của các nhà đầu tư các nước nước trong việc thực hiện chiến lược phát triển năng lượng sạch, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Đây cũng là cái minh chứng hết sức sinh động và không cần nhiều lời để cho cái ý chí sáng tạo tiếp cận với công nghệ hiện đại nhất, sử dụng học hỏi và cái thế làm chủ công nghệ hiện đại. Đây là điều mà đất nước, mà địa phương, mà mọi ngành đều rất cần. Đây cũng là những cái dự án rất cụ thể để thực hiện cho cái sự phối kết hợp, sự đồng hành của chính quyền các cấp với doanh nghiệp, cùng nhau tháo gỡ khó khăn, cùng nhau đồng hành để đưa những dự án có ý nghĩa và phục vụ cho công cuộc xây dựng đất nước. Và đặc biệt đây cũng là dự án thể hiện sự vận động của chính quyền, của mặt trận tổ quốc các cấp với nhân dân và sự tham gia của nhân dân vào quá trình xây dựng quê hương của đất nước. Chúng ta hết sức vận động lúc còn giờ được nghe trao đổi về cái việc cố gắng để giữ gìn cái bản sắc dân tộc của đồng bào Raglai cũng như là đồng bào dân tộc trên địa bàn của Ninh Thuận. Chúng ta gìn giữ những di sản nét đẹp của cha ông để lại để phục vụ cho phát triển, và trực tiếp hơn đấy là gìn giữ môi trường bằng các dự án phát triển năng lượng sạch, phát triển bền vững. Làm được những dự án như thế này và tới đây chúng ta kết hợp không chỉ điện gió với điện mặt trời, các loại hình điện sạch khác, năng lượng sạch khác, và đặc biệt là kết hợp với du lịch, kết hợp với công nghiệp sạch, thì chúng ta không chỉ giữ được môi trường, giữ được cuộc sống yên bình, mà quan trọng nữa là vùng minh, và không chỉ để cho những con hồn từ như xưa và như đã được nghe các thầy bà trao đổi, mà cái quan trọng hơn là làm cho các thế hệ con cháu sống trong cái bản sắc văn hóa dân tộc, nhưng mà đồng thời tiếp cận với công minh của nhân loại, với văn minh thế giới, và chúng ta dần từng bước mong người Việt Nam không chỉ là công dân Việt Nam tốt, ấy mà là công dân toàn cầu. Trong cái này một lần nữa thì sự đóng góp của các kỹ sư, của những người hoạt động trực tiếp trên công trường, của nhân dân trên địa bàn là vô cùng trân trọng. Một lần nữa tôi xin cảm ơn và xin liên hệ biểu dương tất cả những người này. Xin cảm ơn tất cả các bạn. Và trước khi chúng ta cùng thực hiện nghi thức đón điện, xin chia sẻ thêm với quý vị là 2 năm vừa qua thì các em được kỹ sư cũng đã rất là vất vả, và nhiều hôm mọi người còn là sốc nhiệt và bệnh nhiều tuần mới thể khỏi. Nhưng mà ngày hôm nay khi mà chúng ta đến đội chính sách rất quan trọng là dự án sẽ chính thức được đưa vào vận hành thì tất cả mọi người đều vô cùng hân hoan và phấn khởi. Và riêng sự hỏi là các anh kỹ sư ở phòng điều khiển, các anh đã chuẩn bị sẵn sàng hoàn thiện để chúng ta thực hiện như thế chưa? Dạ, sẵn sàng. Sẵn sàng. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Vâng, đã sẵn sàng ạ. Thế thì bây giờ xin được trân trọng kính mời Phó Thủ tướng sẽ ra vị trí chính giữa sân khấu để chuẩn bị thực hiện nghi thức này ạ. Thưa quý vị, lúc này chúng ta đang cùng chuẩn bị đến với nghi thức đóng điện để tổ hợp năng lượng tái tạo điện gió và điện mặt trời Trung Nam giai đoạn 1 sẽ chính thức được vận hành, và ngay sau khi có khẩu lệnh thì anh em kỹ thuật sẽ tiến hành đóng điện ở phòng điều khiển. Và chúng ta sẽ cùng đến với giây phút quan trọng của ngày hôm nay. 1, 2, 3, xin mời. Và trong khoảnh khắc này, tổ hợp năng lượng tái tạo điện gió và điện mặt trời Trung Nam giai đoạn 1 đã chính thức được vận hành. trào kính mời các quý vị đại biểu, các quý đại diện sẽ cùng tiến ra bên ngoài để cùng thực hiện nghi lễ cắt băng khánh thành tổ hợp điện mặt trời và điện gió Trung Nam giai đoạn 1. Trân trọng kính mời thực hiện nghi lễ đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Phát triển Bền vững Quốc gia; đồng chí Nguyễn Đức Kiên, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Phan Xuân Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường Quốc hội, đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận; đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Ninh Thuận; đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận; đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận; đồng chí Nguyễn Dân Tuyển, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Thuận Bắc tỉnh Ninh Thuận; đồng chí Nguyễn Ngọc Hai, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận; đồng chí Lê Dương Quang, nguyên Thứ trưởng Bộ Công Thương; đồng chí Tiết Văn Thành, Tổng giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam; đồng chí Phạm Như Ánh, Giám đốc khối doanh nghiệp lớn Ngân hàng Quân đội MB Bank; đồng chí Đào Xuân Trường, Tổng giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam VDB; ông Patrick Kafer, đại diện của Enercon; ông Marco Wandi, trưởng đại diện Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức tại Việt Nam; Thiếu tướng Phạm Văn Miên, Tổng biên tập báo Công an Nhân dân; ông Nguyễn Tâm Thịnh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Trung Nam Group. Thưa quý vị, và ngay lúc này, tại khu vực ngoài trời của tổ hợp điện mặt trời và điện gió Trung Nam, cùng với sự hiện diện của đại diện các quý vị đại biểu khách quý, chúng ta đang cùng chuẩn bị đến với nghi thức cắt băng khánh thành tổ hợp điện mặt trời và điện gió Trung Nam giai đoạn 1 tại Ninh Thuận. Và chúng ta sẽ cùng đếm ngược để cùng chờ đợi giây phút tổ hợp chính thức được khánh thành ạ. Xin mời quý vị. 5, 4, 3, 2, 1, xin mời. Xin chúc mừng tổ hợp điện mặt trời và điện gió Trung Nam giai đoạn 1 tại tỉnh Ninh Thuận đã chính thức được khánh thành. Uy tín, tầm nhìn, chiến lược, sự tự tin, quyết tâm và đoàn kết chính là tất cả những yếu tố kết tinh và hội tụ để làm nên sự thành công của tổ hợp điện mặt trời và điện gió Trung Nam giai đoạn 1 tại Ninh Thuận. Một lần nữa xin được chúc mừng. Và với dấu mốc quan trọng này, Trung Nam Group sẽ tiếp tục khẳng định sứ mệnh của mình là đơn vị đi đầu trong việc cung cấp năng lượng sạch tại Việt Nam. Trân trọng kính mời các quý vị đại biểu khách quý sẽ cùng đi tham quan nhà máy và sau đó quay trở lại khu vực sân khấu để cùng đến với chương trình tiệc trưa.